nay trời mát quá hả? Nhà em đang đang sửa hả? Dạ, nhà em đang xây lại. À, đang sửa lâu chưa? Dạ, 20 năm rồi. 20 năm. 20 năm bây giờ bắt đầu mới sửa cửa về ngõ chạm cửa đó. Dạ. Ờ, mượn nha, vô nha. Đấy. Lúc nào thì sẽ xong nha. Cái này thì tháo dự đoán thì bán nhưng mà lắm nếu có khi thôi vào đây tình hình là khỏi như năng có thể cho Nguyễn biết thêm cái được không? Dạ, thì hiện tại cái chuồng này khoảng 30 mét, bao nhiêu mét vuông và hoài hiện nay có khoảng bao nhiêu con thỏ được nuôi trong bao cái lồng? Dạ, cái diện tích hiện tại đó, diện tích hiện tại đấy đó là 6 mét, bề ngang là 4 mét. 6 × 4 là 24 mét vuông. Và ở đây là hiện có bao nhiêu khoáng mà trong một khoáng có bao nhiêu con thỏ? Dạ, hiện tại là một cái ố lồng này là 4 ô mà. Bốn ô mà cũng có 4 lồng, một lần nhìn 4 lên. Dạ, như vậy một lồng nó phải có 2 con thỏ. Dạ, một lồng có phải có 2 con, có một lồng có 3 con. Dạ, một lồng rồi em có thể chia sẻ cả hai loài thỏ được không? Dạ, rất là đẹp. Dạ, mời em vào. Rồi. Có thể đấy là thằng trai em nó nhảy ra không? Dạ, không ấy nè. À đấy hả? Nó còn thân thiện nó còn. Đây là thỏ chứ là thỏ cọ. Dạ, thỏ cọ mà. Có em mua lại em phân chủng lại là thỏ cò này thỏ cò nhưng lại là chủng thỏ là bên thỏ tớ rồi. Nó có cắn không? Không cắn mấy nè. Nên đấy là thỏ con. À đấy hả? Thỏ con mà những em nuôi thỏ con là nuôi chứ cũng lớn rồi. Lớn mà em mua hồi đấy em mua một cặp 100. Một cặp có con là 100. Mà con thỏ thịt là một cân là hiện tại một cân là 90 đến 100 nha. 90 đến 100 nha. À, như vậy thì hàng ngày thì em sẽ chăm sóc những con thỏ nó như thế nào? Hàng ngày thường thường là em phải trong một ngày á, ví dụ sáng là, sớm rồi sáng sớm tối như sáng thế nào? Chế độ của nó. Sáng sớm thì buổi sáng sớm á là thứ nhất là em đó phải cho một bột, đây là cái bột đây. Cái bột. Đây là cái bột em mua được bột, nhưng đây là bột heo, nhưng thực tế là thỏ ăn được. Buổi sáng là cho nó một dụng rồi, bỏ vào cái máng này. À, đúng rồi, đúng rồi. Đây, xong bỏ một chùm hai chùm hả? Rồi bỏ vô cho nó ăn. Ăn. Nếu mà số lượng thỏ nhiều hơn thì bỏ nhiều hơn chút. Còn thẻ đấy là mấy này đấy là thỏ, đấy là thỏ lai, thỏ ba vi. À, có nhiều loài á. Đây là loài thỏ. Ba vi. Đây. Đó, loài mắt nó rất là nhỏ. À, mắt này mắt rất là ngắn, mắt to. Dạ. Em bong lên cái được á, bong lên được á. Có ảnh hưởng gì nó không? Dạ, giống cánh kia đấy ạ. Đây đó. Phải to đó. Đây là giống thỏ ba vi, mắt ngắn, mắt to. Đó. Miệng to. Chân cao. Tai cao. Đấy, chứ mình kỹ thuật nắm rõ quá à. Dạ, thôi chứ em còn nuôi đã biết. Ờ đấy. Tại mà thông qua cái chuồng nuôi thỏ, cái dự án nuôi thỏ này khởi đầu này từ những cái chuồng trại này, em có cái kế hoạch gì, cái định hướng gì để phát triển cái việc nghề nghiệp là lâu dài này, thông qua cái dự án là lập nghiệp bằng cái việc nuôi thỏ này không ạ? Dạ, thì theo em là thì cái nghề nuôi thỏ đấy là một cái nghề là rất là phát triển. Nên phân loại những cái thỏ này bán ra thị trường và nhất là các nhà hàng và các cái quán nhậu và các cái những cái trung tâm hội nghị là họ rất cần những loài tôi chuộng loài thỏ, nhất là dân do loài thỏ, và loài thỏ này giá thị trường rất là cao. Thì em rất là chân thành cảm ơn, trước hết là cảm ơn dự án New và các anh đã giúp đỡ, và rất cảm ơn ông giáo người Mỹ đã là rất là quan tâm đến những người mà những nạn nhân, những cái khuyết tật, để cho giúp đỡ cho họ, để mà họ có cái sinh kế mà để mà phát triển trong cuộc sống. Trong quá trình bây giờ em đến hôm nay thì em cảm thấy như thế nào ạ? Từ cái lúc mà em khởi thủy bắt đầu gặp tụi anh đến bây giờ thì cảm nhận em hôm nay như thế nào ạ?
từ khi mà em được cả được cả anh đưa em vào làm dự án nhiều, thì em công tác coi dự án chặt chẽ, em là rất là nỗ lực và hoàn thiện bản thân của em nhiều hơn và học hỏi được nhiều điều ở dự án và cảm thấy cái bản thân thể của em càng ngày càng phát triển và càng phát triển và tư duy hơn, học hỏi được nhiều điều hơn ở trong ở các anh. Nếu có một thang điểm khoảng chấm 10 điểm hiện nay, tự tin cái độ tự tin, cái độ tất cả năng lực của em, khoảng em cho em mấy điểm so với thời điểm em bắt đầu trước khi gặp anh và hiện nay, so với thời điểm hiện nay. Từ mà khi gặp anh và đến bây giờ mà là đến bây giờ mà được gặp anh thì cái độ tự tin của em là lên 80%. 80 đến 85%. Rồi. Dạ. Anh muốn thể hiện bằng hành động được xem. Dạ. High five kìa. Yeah, thêm một lần nữa, một, hai, ba. Yo.